Vừa qua, Bộ Y tế vừa có văn bản về tăng cường phòng chống bệnh COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu. Theo đó, tại hướng dẫn sử dụng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược, có 12 loại thuốc cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19 được Bộ Y tế công bố gồm Ngọc Bình Phong Gia Xuyên Tâm Liên thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, 2. Viên nang COVID Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, 3. Bạch Địa Căn Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, 4. Siro Viêm Họng thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, 5. Siro Ngân Kiều Viện Y học cổ truyền Quân đội Bộ Quốc phòng, 6. Siro Dưỡng Âm Bổ Phế Viện Y học cổ truyền Bộ Công an, 7. Hạnh Tô Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, 8. Vệ Khí Khang Viện Y học cổ truyền Quân đội Bộ Quốc phòng, 9. Hoạt Huyết Nhất Nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Nhất Nhất, 10. Xuyên Tâm Liên, 11. Impulse và 12 là Nasagas KG. Bên cạnh 12 loại trên còn có một số danh mục sản phẩm khác như sản phẩm sát khuẩn, thuốc xịt họng và các sản phẩm hỗ trợ nâng cao sức khỏe. Trong văn bản, Bộ Y tế lưu ý, các thuốc cổ truyền, các sản phẩm chế biến bào chế từ dược liệu do bệnh viện bào chế và do các cá nhân tổ chức ủng hộ được sử dụng điều trị cho người nhiễm bệnh COVID-19 ở mức độ nhẹ, không triệu chứng, cho các đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu và các đối tượng cách ly phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương. Một lãnh đạo Bộ Y tế cho biết các loại thuốc đông y trên được sử dụng tùy theo thực tiễn các bệnh viện, cơ sở y tế được tài trợ để phát cho bệnh nhân. Điều đó có nghĩa là không phải bệnh nhân COVID-19 nào cũng giống nhau, mà từng bệnh nhân tùy từng tình trạng, mức độ bệnh, bác sĩ sẽ có chỉ định dùng thuốc phù hợp. Vị này cũng lưu ý các sản phẩm hoạt huyết không phải là thuốc điều trị COVID-19, mà là sản phẩm trong danh sách đơn vị tài trợ nên Bộ Y tế có hướng dẫn sử dụng. Trước thực tế, người dân tự ý đi mua thuốc dự phòng trong trường hợp không may mắc COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Y tế khuyến cáo người dân khi sử dụng thuốc phải theo hướng dẫn của bác sĩ, vì thuốc bao giờ cũng có hai mặt, lợi và hại. Người dân nên dùng thuốc theo tư vấn của bác sĩ, không nên đổ xô đi mua tích trữ thuốc. Bộ Y tế cũng đã công bố danh sách các bác sĩ nhận tư vấn trực tuyến tại nhà. Nếu có vấn đề gì, người dân nên gọi để được tư vấn. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về flo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.